Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Gắn biển công trình cầu Nhật Lệ 2. Quý 1, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt trên 33.700 tỷ đồng. Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Quảng Hợp tập trung trồng rừng kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày 21 tháng 4, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Quảng Bình đã tổ chức lễ gắn biển công trình cầu Nhật Lệ 2. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Cầu Nhật Lệ 2 là công trình cầu dây văng khẩu đồ lớn thứ 2 ở Việt Nam. Toàn bộ công tác thiết kế, thi công, giám sát đều do chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, công nhân Việt Nam thực hiện. Cùng với các quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị đã được xây dựng và dự án hệ thống phía Tây cầu nối với đường Hồ Chí Minh đang được triển khai xây dựng. Công trình cầu Nhật Lệ 2 hoàn thành đã tạo nên một hệ thống giao thông thông suốt, liên hoàn, góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch ở khu vực bán đảo Bảo Ninh, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho thành phố Đồng Hới. Ngoài ra, công trình còn là điểm nhấn quan trọng về du lịch, thu hút đầu tư, phát triển vùng phía Nam thành phố. Phát biểu tại lễ gắn biển công trình, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức viên chức và người lao động, chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn, tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình cầu Nhật Lệ 2 hoàn thành theo đúng kế hoạch. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị giao ban công tác ngân hàng quý 1 năm 2018. Trong quý 1, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt trên 33.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng đạt trên 41.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nợ xấu chiếm 0,86% tổng dư nợ. Các ngân hàng đã ký kết 87 hợp đồng tín dụng theo Nghị định 67 của Chính phủ, với số tiền cam kết cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai 19 chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số dư nợ đạt trên 2.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng đã phối hợp với chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn cho 431 doanh nghiệp với doanh số cho vay mới đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hôm qua, ngày 21 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức tổng kết hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm cấp học mầm non tỉnh Quảng Bình năm học 2017-2018. Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai từ đầu tháng 10 năm 2017. Sau nhiều vòng thi từ cấp cụm, cấp huyện, 39 đơn vị được lựa chọn để tham gia hội thi cấp tỉnh. Thông qua hội thi đã khẳng định việc xây dựng môi trường lớp học, đặc biệt cả cấp vui chơi sẽ giúp trẻ được tự do hòa mình vào các nhân vật trẻ thích, tự do thực hành trải nghiệm với đồ vật, đồ chơi được khám phá và qua đó lĩnh hội các kiến thức, hình thành năng lực cá nhân và phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội của trẻ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm cho 39 trường mầm non trong toàn tỉnh. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các trường đạt thành tích cao tại hội thi lần này. Hôm qua, ngày 21 tháng 4, Hội Khuyến học Quảng Bình đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đề tài khoa học, nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đề tài khoa học nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và quốc tế. Đề tài tập trung các vấn đề trọng tâm như một số vấn đề về lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội học tập và tổ chức học tập suốt đời, thực trạng học tập suốt đời tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 đến năm 2016, những mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ở Quảng Bình, định hướng và một số giải pháp xây dựng mô hình học tập suốt đời. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đề tài, nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Vừa qua, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến học Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành trung tâm học tập cộng đồng cho 170 học viên là cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các học viên được giới thiệu 6 chuyên đề gồm nâng cao năng lực quản lý, điều hành trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ quản lý trung tâm, thực trạng và phương hướng phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Trung tâm học tập cộng đồng, xu thế phát triển tất yếu ở các nước trên thế giới và trong khu vực. Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, quản lý điều hành trung tâm học tập cộng đồng, mô hình giáo dục mới, giám sát đánh giá trung tâm học tập cộng đồng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa hoạt động học tập ở mỗi địa phương, đơn vị. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trong 5 năm qua, đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới được Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm túc theo đúng quan điểm, đường lối, tư tưởng của Đảng, quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị của Tổng cục Chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên và lực lượng vũ trang huyện đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết nhằm hiện thực hóa những bước đi vững chắc công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những biện pháp tổ chức thực hiện đề án trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh đến việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới của đề án như đổi mới phương pháp chuẩn bị soạn thảo giáo án, phương pháp dạy học và đổi mới tính chiến đấu trong giáo dục. Phần đầu đến năm 2020, trên 95% cơ quan đơn vị có máy trình chiếu phục vụ công tác giáo dục chính trị. Truyền tải Điện Quảng Bình vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Truyền tải Điện Quảng Bình chịu trách nhiệm quản lý vận hành 250 km đường dây 500 kV và 123 km đường dây 220 kV đi qua 52 xã, phường, thị trấn và nông lâm trường để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về luật điện lực và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tại hội nghị, Truyền tải Điện Quảng Bình đã chiếu các video clip tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phát tờ rơi và phổ biến các văn bản luật liên quan. Thông qua đó, nhằm giúp người dân xã Trường Thủy hiểu rõ hơn các quy định của luật điện lực cũng như hậu quả của việc không tuân thủ các biện pháp an toàn điện, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ địa phương và người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thưa quý vị và các bạn, giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và được Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ủy quyền cho Quảng Bình đăng cai tổ chức. Đây là lần thứ hai Quảng Bình đăng cai tổ chức giải đấu này. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Phủ Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về công tác chuẩn bị trước khi giải đấu diễn ra. Thưa ông, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 25 tháng 4 tới. Vậy đến thời điểm này công tác chuẩn bị đến đâu thưa ông? Sở Văn hóa Thể thao thì cũng đã tiến hành cho san ủi mặt bằng, làm vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, dựng khán đài và các cái điều kiện cần thiết để phục vụ giải đấu. Sở Văn hóa Thể thao cũng đã có cái làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Hới là làm các công tác tuyên truyền trên cổng bằng LED của thành phố. Bên cạnh đó thì sở cũng đã phối hợp với các cái cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các nhà tài trợ in băng rôn biểu ngữ để làm công tác tuyên truyền giải để nhân dân biết đến xem và cổ vũ. Đến giờ phút này thì công việc triển khai chuẩn bị cho cái giải này khá thuận lợi. Các cơ quan như công an tỉnh, sở y tế cũng đã xây dựng các phương án bảo vệ cho cái cuộc đấu. Bên cạnh đó thì sở y tế cũng đã chỉ đạo các cái trung tâm, các cái đơn vị thuộc làm tốt công tác an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên trong suốt quá trình giải. Thưa ông, vì sao năm nay Quảng Bình lại tiếp tục đăng cai tổ chức giải này? Năm 2017 thì Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tin tưởng và giao cho Quảng Bình đăng cai cái tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017. Thì qua giải này thì Sở Văn hóa Thể thao cũng như các sở ban ngành của tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng và tổ chức cái giải cơ bản rất thành công và được Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn bóng chuyền và đặc biệt là các đoàn về tham dự giải đánh giá cao về công tác tổ chức của tỉnh Quảng Bình. Công tác tổ chức được tổ chức là đúng thời gian, kế hoạch bài bản, hoành tráng và đã để lại được nhiều cái dấu ấn đẹp cho các đoàn về tham dự giải. Chính vì vậy, năm 2018, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn bóng chuyền là tin tưởng và ủy nhiệm cho tỉnh Quảng Bình đăng cai cái tour 1 năm 2018.
giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 sẽ là một trong những điểm nhấn của tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới. Và vậy có ý nghĩa như thế nào đối với việc quảng bá hình ảnh Quảng Bình với bạn bè du khách trong nước và quốc tế? Giải này nằm trong chuỗi hoạt động của tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới. Đây cũng là dịp để cho tỉnh Quảng Bình cũng như thành phố Đồng Hới giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước biết đến các danh lam thắng cảnh, các cái bản sắc văn hóa của Quảng Bình trong dịp này. Đây là một cái điều kiện tốt để Quảng Bình quảng bá hình ảnh của mình đến với toàn quốc và quốc tế. Xin chúc cho giải diễn ra thành công và cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại Thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại, dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 22 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 54 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4 về bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối về một số thông tin đáng quan tâm khác. Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Quảng Hợp tập trung trồng rừng kinh tế. Công an thành phố Đồng Hới vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng, sinh năm 1990, ở tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 4, qua công tác tuần tra tại đường Lý Thành Tông thuộc thôn 2, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Đồng Hới phối hợp với công an xã Lộc Ninh phát hiện Nguyễn Hoàng đang cất giữ trong túi áo khoác một gói giấy bạc thuộc lá, bên trong chứa chất bột màu trắng có trọng lượng là 0,186 g. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng khai nhận số chất bột màu trắng trên là heroin. Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bố Trạch vừa tổ chức thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành đúng mọi quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều khu vực chế biến thực phẩm được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số cơ sở nơi sơ chế còn chưa đảm bảo. Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cho người dân. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Những năm qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế để nâng cao đời sống gia đình. Trong đó, mô hình nuôi nhím của gia đình ông Đinh Minh Duyệt ở thôn 1 Thanh Long là một điển hình. Năm 2005, được sự hỗ trợ về quy trình kỹ thuật của hạt kiểm lâm Minh Hóa,
ông Duyệt đã mạnh dạn đầu tư hơn 40 triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua 4 cặp nhím giống về thả nuôi. Nhờ tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình nuôi nên đàn nhím sinh trưởng và phát triển tốt. Lúc cao điểm, đàn nhím của ông Duyệt có gần 30 con. Tận dụng diện tích đất vườn nhà, ông còn trồng thêm các loại rau, củ và chuối để chủ động nguồn thức ăn cho đàn nhím. Bình quân mỗi con nhím thương phẩm 1 năm tuổi đạt trọng lượng từ 7 đến 9kg, với giá bán trên thị trường gần 300.000 đồng 1kg. Nhím giống với giá bán 2,6 triệu đồng một cặp. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Duyệt thu lãi từ 40 đến 50 triệu đồng. Nhằm giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Bố Trạch đã triển khai xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, nguồn vốn này đã phát huy được hiệu quả tích cực. Bằng nhiều hình thức khác nhau, đến nay, Hội Nông dân huyện Bố Trạch đã xây dựng và quản lý quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn đạt trên 11,5 tỷ đồng. Đã cung ứng cho 368 lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động, đồng thời giúp 282 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt thông qua việc xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo sự đoàn kết gắn bó trong cán bộ hội viên nông dân, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tại thị xã Ba Đồn, một trong những điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại là mô hình của gia đình chị Trần Thị Ngọc Tâm, thôn Linh Cần Sơn, xã Quảng Sơn. Với diện tích gần 7 hectare đất vườn và mặt nước hồ, gia đình chị Tâm đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp. Hiện nay gia đình chị nuôi gần 200 con ngan, gà và dê, bò, đồng thời đào ao thả cá rô phi, cá mè, cá chép. Ngoài ra, chị còn trồng 300 gốc dừa, 3 sào ngô và 2 sào lúa nhằm đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc, gia cầm. Nhận trồng và chăm sóc 20 hectare rừng sản xuất. Mỗi năm trừ các chi phí, gia đình thu nhập hơn 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch đã tập trung triển khai công tác giao đất giao rừng cho người dân khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Quảng Hợp có khoảng 11.600 hectare đất tự nhiên, trong đó diện tích đất trồng rừng sản xuất chiếm trên 3.000 hectare. Thực hiện chủ trương giao đất cho người dân trồng rừng phát triển kinh tế. Thời gian qua, xã Quảng Hợp đã tập trung rà soát lại các diện tích đất rừng, tổ chức giao đất thực địa cho người dân. Đến nay, hầu hết các hộ dân của thôn Bưởi Rọi đều có diện tích đất để trồng rừng. Bình quân mỗi hộ có khoảng 2 hectare đất rừng, chủ yếu trồng keo lai, tràm hoa vàng và một số loài cây bản địa khác. Theo tính toán của người dân, trung bình 1 hectare keo lai đến kỳ thu hoạch sau khi trừ chi phí, thu lãi được khoảng 60 triệu đồng. Thực hiện chủ trương giao đất giao rừng thì đến nay là thôn Bưởi Rọi là cái tiểu khu 110-101 đã giao hết đất cho bà con nhân dân. Tổng diện tích giao đất là khoảng hơn 1.000 hectare, bình quân là một hộ là 1,7. Trong quá trình giao đất thì dân là rất phấn khởi và đang tập trung trồng rừng. Xã Quảng Hợp hiện có 1.851 hộ dân với trên 6.630 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của người dân trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây nhờ có đất để trồng rừng phát triển kinh tế nên đời sống bà con đã được cải thiện đáng kể. Đến nay, xã Quảng Hợp đã giao được trên 3.000 hectare đất cho người dân trồng rừng, với khoảng 80% hộ dân có đất trồng rừng. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế rừng, trang trại, gia trại, hàng năm thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Trong thời gian qua, đối với địa bàn Quảng Hợp thì có hai tiểu khu 160-161, thì đã đề nghị với chính quyền cấp trên, cấp huyện, cấp tỉnh thì đã tạo điều kiện tốt cho cái việc chia đất rừng cho nhân dân sản xuất. Đến nay cơ bản đã hoàn thiện cấp giấy cho nhân, từ đó nhân dân rất phấn khởi, tập trung đầu tư cho sản xuất khoanh nuôi có hiệu quả hơn những năm trước đây. Chúng tôi rất mong là cái sự quan tâm hơn nữa về cái việc đầu tư các cái tuyến đường giao thông trên địa bàn để cho nhân dân vận chuyển cái nguyên vật liệu về nơi tiêu thụ được tốt hơn. Có thể khẳng định chủ trương phát triển kinh tế rừng của xã Quảng Hợp là hướng đi phù hợp để địa phương này tiếp tục đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng, khuyến khích người dân chủ động đầu tư phát triển kinh tế rừng, mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất phù hợp để đưa các loài cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào thử nghiệm, nâng cao thu nhập kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ là một điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 20 tháng 4 đến 15 giờ ngày 21 tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được giữ vững, không có tai nạn giao thông cũng như các đột biến trong hoạt động giao thông xảy ra.
Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phát hiện và lập biên bản 83 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 80 triệu đồng, trong đó chủ yếu tập trung các lỗi chạy quá tốc độ quy định 38 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 9 trường hợp, xe ô tô thiếu đèn tín hiệu 10 trường hợp, chở người trong buồng lái quá số lượng quy định 5 trường hợp, không có giấy phép lái xe 7 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 6 trường hợp, các lỗi khác 8 trường hợp. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông là đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét, chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 22 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 54 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2018, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%.